Đấy, cánh màu cam nhá. Có hai cánh mình chọn bên trên to, ở bên dưới mình cho nhỏ thôi. Mình làm một cánh. Và ở bên đây cũng thế. À, mua đi. Cánh tiếp theo. Ở trong đây. Chào mừng các bạn đến với kênh Bùm Bắp Tô Màu. Hai xin nhớ với cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm con bướm nha. Đầu tiên chúng mình cần giấy. Mẹ có làm không? Mẹ có. Đây, cắt cho mẹ một cái. Các bạn ơi, chúng mình sẽ làm con bướm bằng nước xe xốp nha. Bạn Bún sẽ làm để các bạn xem và mẹ cũng sẽ làm một con. Đây, chúng mình có một tờ giấy A4 để chúng mình sẽ đặt đất sét vào đây và đặt con bướm vào đây. Bây giờ chúng mình sẽ lấy màu nhá. Đầu tiên là màu màu. Em muốn làm màu đỏ. Em bỏ màu đi. Mẹ ơi, mẹ sẽ làm cái đầu màu gì? Màu đen con. Đây các bạn, đất sét xốp đây rất là tơi và không hề bị dính vào tay. Thích ơi là thích nha, để chúng mình sẽ làm con bướm. Sau khi chúng mình để khoảng độ 4 đến 6 phút thì cái xốp của chúng ta sẽ khô lại và chúng ta có thể chơi được. Em nên chúng mình dùng sau, chúng mình nhớ phải đậy lấp lại nhá. Đúng rồi, bây giờ chúng mình cũng bắt đầu làm nhá. Đây là cái thân của mẹ bạn Bún nhá. Và sau đó mẹ bạn Bún sẽ làm cái đầu. Và con sẽ làm cái thân. Em có lấy nó đầy mắt. À, mẹ cũng có cái mắt, đây. À, con có mắt. Mẹ có cái mắt nha, hai cái mắt hai bên. Và con có cái môi. Ô, mẹ chưa có cái miệng. Ô, bạn Bún đã có cái miệng màu hồng rồi à. Mẹ ơi, em muốn ăn cái răng chun. Rồi, mẹ sẽ làm cái miệng màu đỏ. Mẹ ơi, con có cái râu. À, mẹ chưa có râu. Nhưng mà thôi, mẹ sẽ làm cánh trước đi. Sau đó mẹ sẽ làm râu. Đây, cánh của mẹ đây. Mẹ để vào đây. Mẹ sẽ tan đều ra. Đấy, cánh màu cam nhá. Có hai cái cánh mình chọn bên trên to, ở bên dưới mình nhỏ thôi. Đây là một cánh. Và ở bên đây cũng thế. À, mua đi. Cánh tiếp theo. Ở trong đây. Mua đi. Đấy, nhà mẹ có hai cánh rồi đấy. Mua đi. Và bên đây mẹ cũng làm như vậy nha. Mua đi đâu? Màu đen con, bỏ chị Bún luôn màu đen con này. Con cũng có màu đen à. Chúng mình cũng tan đều ra. Đây này. Con làm đi. Con ạ, con đang bóp. Con tạo thành cánh ạ. Đấy, mẹ cũng tạo cánh dưới. Của mẹ để cẩn thận khô đấy con. Con làm ngay đi, không phải khô đấy. Khô khó dính. Đấy, hai bên là hai cái cánh. Chúng mình cho song song đều nhau. Bây giờ mẹ sẽ đi làm cái râu. Các bạn ơi, vậy là hai mẹ con bạn Bún đã làm xong con bướm. Đây là con bướm của bạn Bún. Bạn Bún trang trí bởi những cái đường xanh ra trời ở xung quanh. Màu chủ đạo của bạn Bún đó là màu hồng kết hợp màu vàng. Các bạn nhìn con bướm của bạn Bún có xinh không? Rất là xinh đúng không? Và đây là con bướm của mẹ. Mẹ bạn Bún làm con bướm màu cam và kết hợp màu xanh ra trời xung quanh. Và có cái miệng màu đỏ, đôi mắt kết hợp màu đen và màu trắng. Và có cái râu màu đen. Thế còn cửa em bắp. Em bắp đâu rồi? Riêng em bắp các bạn làm con sâu rất là nhiều màu. Đây, em bắp văn được nhiều màu nha. Và em bắp làm con sâu thì rất đáng yêu. Và có cái mắt đấy các bạn. Cái mắt màu vàng kết hợp màu đen nha. Nhìn con sâu của em bắp cũng rất là đẹp. Con sâu có rất là nhiều khúc. Vậy là ba mẹ con đã làm xong bài đúng không? Các bạn hãy nhớ chấm điểm cho ba mẹ con nhá. Xem ba bức tranh của ba mẹ con được bao nhiêu điểm nhá. Và bây giờ chúng mình chào các bạn đi con. Chào mừng các bạn chúc các video mới. Bye bye. Bye bye.